Những người làm chương trình thời sự ngày mới, cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và thoải mái. Hôm nay ngày 8 tháng 6, bên cạnh những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng chú ý, chúng tôi còn chuyển đến quý vị những vấn đề sự việc đang có tác động lớn đến đời sống xã hội. Thưa quý vị, những công trình khí nói chung, đường ống dẫn khí nói riêng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn cao nguy cơ cháy nổ. Và nếu như có sự cố xảy ra, thì hậu quả từ cháy nổ đường ống dẫn khí sẽ để lại hậu quả nặng nề, không chỉ thiệt hại lớn về kinh tế mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an toàn hành lang đường ống dẫn khí là rất quan trọng. Nội dung này sẽ được đề cập trong gõ cửa ngày mới. Câu chuyện ai thế nào vì sao? Mời quý vị cùng lắng động với câu chuyện tình cổ tích giữa thời hiện đại của cặp đôi khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số tại thành phố Bà Rịa. Câu chuyện tình đẹp của cặp đôi này hy vọng sẽ tiếp thêm cho quý vị nhiều động lực để vươn lên trong cuộc sống. Mùa hè là thời điểm nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là về da. Chăm sóc da ngày hè như thế nào để giữ một làn da tươi sáng? Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có những chia sẻ thú vị cùng quý vị. Còn bây giờ chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Thông qua đề án giảm nghèo bền vững, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện cho 240 học viên. Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, thành phố Vũng Tàu có dấu hiệu lừa đảo. Đến tháng 4 năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu phải hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt và nội dung chi, mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu của nghị quyết quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó tập trung cho các đối tượng hộ nghèo ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến tỉnh Bà Rịa chúng ta sẽ hỗ trợ cho khoảng 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn. 500 hộ được hỗ trợ mô hình từ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đối tượng áp dụng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia và chuẩn tỉnh, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm, trong đó ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo, người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng một mô hình. Cụ thể, đối với dự án chăn nuôi, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng một hộ. Đối với dự án trồng trọt, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng một hộ. Mức chi cho việc xây dựng và quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở ngành, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua tờ trình này. Cũng trong ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe Sở Tài chính báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm 5 điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguồn kinh phí thực hiện, nội dung chi, mức chi và cách thức tổ chức thực hiện. Dự thảo quy định mức chi chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bằng 0,96 lần mức lương cơ sở, Trưởng ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện bằng 0,18 lần mức lương cơ sở và Phó ban Tư vấn bằng 0,12 lần mức lương cơ sở. Mức chi dưới báo cáo và góp ý bằng văn bản của cấp tỉnh từ 400 đến 600 ngàn đồng một báo cáo, cấp huyện từ 200 đến 250 ngàn đồng một báo cáo.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ban ngành, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý thông qua nội dung dự thảo nghị quyết. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị quyết 71/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy của tỉnh. Nghị quyết này nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ hỗ trợ và khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện tham gia điều trị, cơ hội từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng từ đó sẽ cao hơn. Ngày 9 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 71/2016 phê duyệt đề án điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2017-2020, tỉnh tiếp nhận và điều trị phục hồi giáo dục dạy nghề cho 200 người nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị ma túy tỉnh. Sau 2 năm thực hiện, cơ sở đã tiếp nhận và điều trị cho 200 học viên với kinh phí 2 tỷ 183 triệu đồng. Trên dự toán được duyệt là hơn 3 tỷ 900 triệu đồng. Tính đến nay, đã có 194 học viên trên địa bàn tỉnh trở về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó số lượng học viên phát hiện tái nghiện chỉ là 15 người. Từ những hiệu quả đạt được, các địa phương đề xuất kiến nghị tỉnh bổ sung thêm 240 học viên điều trị cai nghiện không thu phí trong thời gian còn lại của đề án 2019-2020. Do nguồn kinh phí thực hiện còn lại của đề án chỉ còn hơn 1 tỷ 700 triệu đồng, chỉ đáp ứng đủ chi phí điều trị cho 120 học viên, nên cần phải xây dựng dự thảo văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung số lượng thực hiện nghị quyết số 71 lên 320 học viên. Dự kiến kinh phí thực hiện điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện không thu phí cho 120 học viên trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020 là hơn 1 tỷ 578 triệu đồng. Ngày 7 tháng 6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 100 cán bộ quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được tập huấn các kiến thức chung về thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, được nghe phổ biến các văn bản, nghị định, thông tư pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hành tốt các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Thưa quý vị, như đã thông tin trong chương trình thời sự tối hôm qua, khi người dân đang xây dựng biệt thự tại dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu, do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, thì xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ đến đây ngăn chặn, đồng thời vứt hết đồ đạc của người dân và yêu cầu ngừng thi công. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt mời nhóm người này về công an phường 10 để làm việc, yêu cầu cung cấp những hồ sơ pháp lý liên quan. Theo điều tra của phóng viên thời sự, tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực dự án Thanh Bình đã diễn ra âm ỉ từ cuối năm 2017 và đỉnh điểm từ đầu năm 2019 đến nay, khi các hộ dân có hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại dự án này tụ tập phản đối việc tổ chức bán đấu giá hoặc xuất hiện các nhóm người lạ mặt đến gây hấn với người dân có đất tại dự án. Khoảng 12 giờ trưa hôm qua ngày 6 tháng 6, trong lúc đang nghỉ trưa tại công trình xây dựng biệt thự trên đường Thụy Dương 5 thuộc khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu, thì ông Nguyễn Văn Thân và thợ xây bị khoảng 20 bảo vệ, vệ sĩ từ nơi khác đến đuổi đi. Nhóm này còn ngang nhiên vứt hết đồ đạc, vật liệu xây dựng ra ngoài và tuyên bố khu đất hiện đã thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, do công ty này trúng đấu giá từ phía ngân hàng. Chủ nhân lô biệt thự này cho biết, ông mua 2 lô đất, mỗi lô gần 400 mét vuông từ công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình. Từ năm 2010, với số tiền trên 10 tỷ đồng, có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Tuy nhiên khi đang xây dựng thì xuất hiện các đối tượng ngăn cản, khiến gia đình hoang mang. Chưa nói cả cái khu Thanh Bình này thì mười mấy. Họ vào, họ bảo đất của họ, họ đuổi chúng tôi ra. Vào như vậy quăng hết đồ của chúng tôi ra. Các hộ dân khác mua đất tại dự án Thanh Bình cũng cho biết họ mua các lô đất biệt thự của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình từ những năm 2010. Nhưng đến nay, hầu hết người dân mua đất đều không nhận được giấy chủ quyền các lô đất này từ chủ đầu tư, mặc dù họ đã thanh toán từ 95 đến 100% giá trị hợp đồng. Hiện nay, các hộ mua đất của công ty Thanh Bình rất lo lắng khi thường xuyên bị các đối tượng lạ mặt đến gây hấn. Trong đó, nhiều đối tượng tự xưng là người của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá từ phía ngân hàng khi phát mãi tài sản thu hồi nợ của công ty Thanh Bình. Không biết là ở cái gì mà đến là ngăn chặn chúng tôi.
rồi gây khó khăn không cho xây dựng, rồi làm ảnh hưởng đến nền tất cả kinh tế của chúng tôi. Nói tóm lại an ninh trật tự này, sắt thép vật tư rồi tất cả mọi thứ. Người dân chúng tôi rất là bức xúc và kiến nghị cơ quan chức năng là bảo vệ người dân, an ninh trật tự trong cuộc sống để cho người dân chúng tôi được yên tâm. Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch 1/500 vào năm 2006. Dự án này có tổng diện tích hơn 122.000 m², trong đó có hơn 5.000 m² đất biệt thự với 211 lô. Hiện có 53 lô đã hoàn thành xây dựng và có người ở, 28 lô có nhà xây thô, 21 lô đang hoàn thiện và 109 lô là đất trống. Từ năm 2006 đến nay, công ty Thanh Bình đã ký hợp đồng bán lẻ từng lô đất và xây nhà thô tại khu biệt thự này cho các hộ dân. Đại diện công ty Thanh Bình đứng ra ký các hợp đồng là ông Phạm Quốc Dũng và ông Nguyễn Văn Tám. Nhưng công ty này không làm thủ tục sang tên cho người mua mà mang đi thế chấp hầu hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ngân hàng để bảo lãnh cho một bên thứ ba vay tiền. Do không có khả năng thanh toán nợ nên ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều quyền để thu hồi nợ như khởi kiện công ty Thanh Bình ra tòa, phát mãi tài sản thế chấp, bán nợ xấu vân vân. Do vậy, từ cuối năm 2017 đến nay, các hộ dân có hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại khu biệt thự du lịch Thanh Bình đã nhiều lần tụ tập phản đối việc tổ chức bán đấu giá, bán nợ xấu của ngân hàng. Không chỉ có vậy, tại khu biệt thự này còn xảy ra tình trạng công ty Thanh Bình ký bán cho nhiều hộ dân trên cùng một lô đất, hoặc các hộ dân mua đất rồi bán lại cho người khác, nhất là những lô đất trống dẫn đến tranh chấp. Thì hiện nay là cơ quan công an phường vẫn đang tích cực lấy lời khai đối với từng đối tượng tham gia vào việc này một. Còn trước thời điểm xảy ra vụ việc trưa nay thì công an phường báo cáo lại là có tình trạng các cái đối tượng chưa rõ lai lịch ngay tụ tập ở khu vực này. Phản ánh của người dân thì họ cho rằng là các cái đối tượng này khi mà không có lực lượng chức năng thì đã có những cái lời nói việc làm gây áp lực với những người thợ thi công xây dựng ấy. Như tôi nói ban nãy là người dân phản ánh thì như vậy. Còn phía cơ quan công an thì vẫn đang tiếp tục xác minh để nắm tình hình chứng cứ, nếu có đúng như vậy thì sẽ xử lý theo quy định. Chính quyền thành phố Vũng Tàu đã và đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện quyền của mình, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dự án. Đối với cái trường hợp ở khu biệt thự du lịch Thanh Bình thì thành phố Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo lên tỉnh ủy và ủy ban tỉnh để chỉ đạo các cơ quan như là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh để thực hiện các cái nội dung theo cái thẩm quyền, trách nhiệm của mình. Về phía thành phố Vũng Tàu thì lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo cho công an thành phố với ủy ban nhân phường thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình ở trên khu vực này, tại khu vực này. Trường hợp mà có người dân hoặc là những cái tổ chức cá nhân mà manh động thì chúng tôi sẽ xử lý ngay. Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra nắm tình hình và tìm biện pháp ngăn chặn việc mua bán, đấu giá tại khu đất này. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của công dân đối với ông Phạm Quốc Dũng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt, chuyển tải thủy sản khai thác vùng khơi có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Riêng với tàu cá có chiều dài đến dưới 15 mét, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã có 666 tàu trong tổng số trên 2.800 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài trên 15 mét đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Việc lắp đặt hệ thống giám sát hành trình nhằm xác định vị trí tàu thuyền và quản lý chặt chẽ, theo dõi và giám sát thường xuyên tình hình tàu cá đánh bắt trên vùng biển xa bờ, bảo đảm an ninh trật tự an toàn khi hoạt động trên biển, đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của Liên minh châu Âu trong việc quản lý khai thác hải sản, chống khai thác bất hợp pháp và tiện liên lạc trong phòng tránh thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đến tháng 4 năm 2020, các tàu cá có chiều dài trên 15 mét được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị, mùa mưa là thời điểm người nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Đầu mùa mưa năm nay, một số tỉnh lân cận đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Do đó, người chăn nuôi cần chú ý chế độ chăm sóc, quản lý môi trường nước trong ao nuôi, lồng bè để giảm nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả nuôi trồng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 6.300 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. Ngành nông nghiệp xác định cá mú, tôm sú, tôm chân trắng là những đối tượng chủ lực của hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, nuôi lồng bè với các loại cá mú, cá hớp, cá chim và cá chẽm. Để tránh thiệt hại trong mùa mưa, ngành thủy sản tỉnh khuyến cáo người dân tuân thủ lịch thời vụ được ngành chức năng đưa ra, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong nuôi trồng, chăm sóc, quản lý chặt các yếu tố môi trường trong ao nuôi. Đối với những vùng nuôi tôm bán thâm canh, người nuôi cần kiểm tra hoạt động của tôm và môi trường nước trước và sau mưa để có biện pháp xử lý kịp thời. Thưa quý vị, hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, đó là hình ảnh thường ngày của cặp vợ chồng Bại Liệt bán vé số Phạm Tường Mạnh và Hoàng Thị Kiều, tạm trú tại hẻm 9 tổ 7 khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Cũng chính những hình ảnh bình dị, thân thương này đã khiến chúng tôi cảm mến, cất công tìm hiểu hoàn cảnh của đôi vợ chồng này để kể cho quý vị về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của họ. Sinh ra vốn không may mắn khi bị liệt nửa người, cuộc sống vì thế phải dính chặt trên chiếc xe lăn. Nhưng nghịch cảnh ấy vẫn không đánh gục được ý chí của ông Phạm Tường Mạnh và bà Hoàng Thị Kiều. Để rồi cả hai đã cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích tình yêu thời hiện đại, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nể phục. 25 năm trước, ông Mạnh và bà Kiều gặp nhau tại thành phố Đà Lạt, khi cả hai cùng hành nghề bán vé số và cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng. Cùng chung hoàn cảnh, có chung suy nghĩ và khát vọng vươn lên, nên hai người cảm mến nhau và rồi đi đến quyết định về chung một nhà. Khiếm khuyết về thể trạng, hạn chế về sức khỏe, nên cả hai vợ chồng ông Mạnh và bà Kiều chỉ nhờ cậy vào công việc bán vé số để mưu sinh. Dù cuộc sống vất vả, nhưng cả hai luôn yêu thương, chăm sóc và đùm bọc nhau. Hạnh phúc ấy đã đâm hoa kết trái khi người con gái chào đời trong hình hài khỏe mạnh xinh xắn. Điều này càng thúc đẩy hai vợ chồng nỗ lực mưu sinh để nuôi dạy con cái nên người. Và thành phố Bà Rịa là điểm đến tiếp theo trong hành trình mưu sinh của hai vợ chồng ông Mạnh và bà Kiều. Đất Bà Rịa Vũng Tàu rất là thương người. Mọi mặt, cô thấy mọi mặt cái gì người ta cũng được. Đi ra đường thấy cuộc sống, người ta cũng vẫn thương yêu đùm bọc chứ không có phải như mày là thế kia thế nọ. Cho nên cô thấy vậy là cô diễm phúc lắm rồi. Cô cầu mong cô có sức khỏe của áo Bà Rịa đây. Thật ra khi mà bà có bầu là bà mình mừng lắm. Thì cái động lực cũng là do đứa con đó. Mình sinh ra được đứa con thì mừng quá. Cái động lực của hai vợ chồng từ đó phải phấn đấu. Phải cố gắng phấn đấu làm sao kể như là buôn bán làm ăn để mà nuôi cháu ăn học. Tại vì là tôi có quan niệm là như thế này. Khi mà tôi sinh con tôi ra, hai vợ chồng tôi đã khuyết tật. Thì tôi phải cho con tôi ăn học đến nơi đến chốn. Để mà kể như là sau này là nó lo cho bản thân của nó. Sau nhiều năm mưu sinh, tiết kiệm cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, vợ chồng ông Mạnh và bà Kiều đã có căn nhà riêng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Còn cô con gái của ông bà đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành mầm non, đã lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định. Mình kiếm đồng tiền ra là cái sự mau mắn của mình rồi. Mình vượt lên, mình nuôi được con. Rồi nói chung vợ chồng sống hạnh phúc là cô được mừng rồi, chứ cô chẳng có cái gì mà tủi thân ấy á. Vì là trong cuộc sống vợ chồng của tôi đã khuyết tật mà kể như đã được mà phấn phấn đấu để mà làm ăn, thì tôi cũng là khuyên cho những anh bạn trẻ sau này cũng như là một cứ cho tôi là một cái gương đi để mà phấn đấu để mà làm ăn lương thiện cũng như là vợ chồng tôi vậy, như con tôi giống nó, ví dụ như con tôi vậy đó. Nó kể như ăn học đàng hoàng, bây giờ là ngày hôm nay nó đã trưởng thành và nó lập gia đình. Mà nó có cuộc sống riêng của nó. Nó rất kể như là kể như cuộc sống nó ổn định. Cuộc sống mưu sinh vất vả là thế, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa này, chưa bao giờ ngừng tiếng nói, cười, vui vẻ, hạnh phúc. Đó là tiếng nói cười của đôi vợ chồng già với người cháu ngoại.
dù tiếng cười đùa ấy chỉ kết nối thông qua chiếc smartphone cũ. Hai vợ chồng ông Mạnh và bà Kiều đang phấn đấu làm ăn để dành dụm tiền trở về Lâm Đồng sinh sống cùng con cháu. Chương trình ngày mới tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua trong bản tin Thế giới 360 độ. Huawei, Trung Quốc ký hợp đồng 5G tại 30 quốc gia. New York xem xét cấm dùng điện thoại nhắn tin khi đi bộ để hạn chế tai nạn giao thông. Đức nỗ lực ngăn chặn những phát ngôn thù hằn trên mạng xã hội. Nhật Bản xuất khẩu công nghệ điện rác sang Đông Nam Á. Những thông tin về công nghệ và an ninh mạng sẽ mở đầu bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, bất chấp các biện pháp trừng phạt và lời kêu gọi tẩy chay từ Mỹ, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã ký kết được tổng cộng 46 hợp đồng thương mại dịch vụ 5G tại 30 quốc gia. Thông tin vừa được Huawei xác nhận. Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei cho biết, đến nay Huawei đã ký kết 46 hợp đồng triển khai dịch vụ 5G thương mại ở 30 quốc gia trên thế giới và đã gửi đi 100.000 trạm gốc 5G, số trạm nhiều nhất trên thế giới. Huawei cũng khẳng định đã chuẩn bị chu đáo cho việc đưa 5G vào sử dụng cho mục đích thương mại ở Trung Quốc. Tháng 2 năm ngoái, Huawei đã tiến hành cuộc gọi 5G đầu tiên trên thế giới và khai trương thiết bị đầu cuối 5G đầu tiên. Còn trong ngày 6 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã cấp các giấy phép thương mại mạng 5G cho 4 doanh nghiệp trong nước, một động thái quan trọng trong nỗ lực hướng tới trở thành quốc gia dẫn đầu về mạng di động 5G. Sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi nguy hiểm, đã bị cấm tại nhiều nơi. Nhưng New York của Mỹ có thể sẽ cấm luôn sử dụng điện thoại khi đi bộ trên đường. Dự luật này đang được trình lên Nghị viện bang New York xem xét. Nếu được Ủy ban Giao thông Vận tải Mỹ chấp thuận, dự luật sẽ chuyển đến Thượng viện tiểu bang New York để bỏ phiếu. Nếu thành công, sẽ đến tay thống đốc để xác nhận hoặc bãi bỏ. Một khi dự luật được phê chuẩn, cư dân New York sẽ bị cấm nhắn tin, gửi email, chơi trò chơi điện tử, chụp ảnh hay lướt web lúc băng qua đường, trừ trường hợp khẩn cấp. Những người vi phạm lần đầu sẽ phải nộp phạt từ 25 đến 50 đô la Mỹ, tức gần 600.000 đến 1 triệu 200.000 đồng. Nếu liên tục mắc lỗi trong khoảng thời gian 18 tháng, họ có thể chịu mức phạt lên tới 250 đô la Mỹ. Đây là một trong những nỗ lực ứng phó tình trạng số người đi bộ tử vong ở Mỹ do sử dụng điện thoại đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, cảnh sát Đức vừa được triển khai tại hơn 10 bang trên cả nước Đức trong chiến dịch bắt giữ những đối tượng có bình luận mang tính thù địch trên mạng Internet. Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức cho biết, trong 38 vụ việc riêng lẻ, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhiều căn hộ và thẩm vấn nhiều đối tượng tình nghi. Những đối tượng này bị cáo buộc đăng tải những bình luận mang nội dung thù hằn lên mạng xã hội như xúi dục hành vi phạm tội, lăng mạ các quan chức hoặc có những phát ngôn bài Do Thái. Những hành động như trên bị coi là bất hợp pháp ở Đức, với mức án có thể lên tới 5 năm tù giam. Cảnh sát Đức cho biết 77% số vụ việc có liên quan tới những phần tử cực đoan cánh hữu, trong khi 14% được xác định là có yếu tố tôn giáo hoặc nước ngoài, hoặc có thể không mang động cơ chính trị. Thông tin về việc mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook phát triển đồng tiền ảo của mình đã được truyền thông thế giới đưa tin rầm rộ. Và mới đây thì nhiều nguồn tin đã hé lộ rằng đồng tiền ảo của Facebook rất có thể sẽ được ra mắt trong tháng 6 này. Đồng Globalcoin, tên tiền thuật toán của Facebook, sẽ hoạt động với một hệ thống thanh toán kỹ thuật số mới ở hơn 10 quốc gia từ quý 1 năm 2020. Tuy nhiên, mới đây nhiều trang tin công nghệ đã khẳng định ban lãnh đạo Facebook sẽ cho ra mắt Globalcoin trong tháng này. Và những người tham gia dự án phát triển Globalcoin có quyền nhận lương bằng tiền mã hóa. Ngoài ra, Facebook sẽ trao quyền quản lý tiền ảo của họ cho các bên thứ ba với mức phí 10 triệu đô la Mỹ. Thời gian gần đây, lượng du khách đổ tới khám phá khu vực Chernobyl, Ukraine tăng đột biến. Kết quả này được cho là nhờ sức ảnh hưởng của series phim truyền hình Chernobyl đang được phát sóng trên kênh truyền hình HBO. Hầu hết thì các tour du lịch đến Chernobyl đều đã kín chỗ đến cuối năm. Vụ nổ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraine vào tháng 4 năm 1986 đã để lại vết sẹo lớn cho thành phố Pripyat suốt hơn 30 năm qua, biến nơi đây trở thành miền đất chết khi toàn bộ cư dân được di tán và tái định cư. Thành phố bị bỏ hoang vì nhiễm phóng xạ cao. Sau 33 năm chìm vào quên lãng, thành phố giờ đã mang diện mạo tươi sáng hơn.
Pripyat, cách thủ đô Kiev, Ukraine hơn 170 km, mất khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Du khách tới đây sẽ được tận mắt chứng kiến hậu quả đau thương vụ nổ là phản ứng để lại cho thành phố nhỏ xinh đẹp. Địa điểm bị giới hạn tham quan và được kiểm soát chặt chẽ là khu vực xung quanh nhà máy điện vì có mức độ phóng xạ cao. Du khách muốn đến các điểm bị cách ly tại Pripyat phải đi theo tour được cấp giấy phép tham quan. Bên cạnh đó cũng có hướng dẫn viên có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn. Mỗi tour du lịch Chernobyl xuất phát từ Kiev có giá khoảng 100-500 đô la Mỹ một ngày. Nhiều công ty du lịch nước ngoài có sẵn các tour trọn gói để có thể đặt trực tuyến. Tạp chí Pháp dẫn lời đại diện Bộ Du lịch Ukraine dự đoán Chernobyl có thể trở thành một trong những khu du lịch thu hút nhất trên thế giới, có thể đón đến 1 triệu khách mỗi năm. Nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm từ xử lý rác thải, mới đây Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết sẽ phối hợp với một số địa phương và doanh nghiệp nước này xây dựng những cơ sở xử lý và phát điện từ rác thải tại một số thành phố ở Đông Nam Á. Đây cũng là mục tiêu xuất khẩu cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực môi trường của Nhật Bản. Đến năm tài khóa 2023, Bộ Môi trường Nhật Bản dự định xây dựng khoảng 10 thành phố kiểu mẫu về xử lý rác và phát điện từ rác thải nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm cũng như thiếu điện ngày càng trầm trọng tại Đông Nam Á. Tại Philippines, ba thành phố đang được xem xét đưa vào chương trình để xây dựng thành phố kiểu mẫu về xử lý rác và phát điện từ rác là Davao, Quezon và Cebu. Tại Việt Nam, thủ đô Hà Nội cũng đang được đề xuất. Xử lý rác thải tại các nước Đông Nam Á chủ yếu vẫn thực hiện bằng hình thức chôn lấp nhiều loại rác khác nhau, khiến tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm biển ngày càng trầm trọng. Các cơ sở xử lý rác và sản xuất điện từ rác thải của Nhật Bản sẽ giúp sử dụng kỹ thuật đốt rác không gây ô nhiễm không khí, đồng thời tạo ra điện từ lượng nhiệt phát ra trong quá trình đốt rác. Thị trường phát điện từ xử lý rác thế giới năm 2013 có quy mô khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ và đang được kỳ vọng tăng lên 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Nổi tiếng là thiên đường đa dạng sinh học, thế nhưng quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương lại đang ngập chìm trong rác thải. Những con số đáng báo động về lượng rác thải tại quần đảo thiên đường này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng rác thải nhựa đang xâm lấn các đại dương trên thế giới. Theo nghiên cứu của Đại học Tasmania, Australia, hiện có khoảng 414 triệu mẫu rác thải nhỏ nặng khoảng 238 tấn trên các bãi biển thuộc quần đảo Cocos. Trong đó, lượng rác thải đang bị vùi lấp trong các lớp đất cát ở độ sâu 5 mét trở lại, lớn gấp 26 lần lượng phế thải có thể nhìn thấy trên bề mặt quần đảo. Thực tế cho thấy vấn đề rác thải ở đại dương đang ở mức báo động và việc làm sạch các bãi biển, nhất là những nơi như quần đảo Cocos, gần như là không thể, trừ phi các nước có biện pháp mạnh tay với việc quản lý rác thải nhựa. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, một hoạt động thú vị đang diễn ra để chào mừng 150 năm ngày ra đời của bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học của nhà khoa học Nga Mendeleev. Theo đó, một quầy hoa khổng lồ ghép từ 100.000 bông hoa đã khiến cho các nguyên tố hóa học được xuất hiện trong một diện mạo chưa từng có. Thông tin văn hóa này sẽ khép lại bản tin. Hai công ty hóa học nông nghiệp Uralkali và Ukramchem của Nga đã hợp sức tạo nên hai bức tường hoa độc đáo, một mô phỏng lại bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học và một tái hiện hình ảnh cây cầu treo nổi tiếng của thành phố Saint Petersburg cổ kính. Hai bức tường hoa này đã thu hút rất nhiều ánh mắt trầm trồ, thán phục tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học được nhà khoa học người Nga Dmitry Medvedev tạo ra vào năm 1896 và được coi là một trong những thành tựu khoa học quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Để kỷ niệm 150 năm thành tựu này, năm 2019 đã được Liên Hợp Quốc chọn là năm quốc tế của bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thông tin Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến bộ ngành địa phương về việc đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước đang được nhiều trang báo đăng tải. Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, trong 61 dự án BOT do Bộ này quản lý, có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12 đến 18% theo lộ trình cam kết trong hợp đồng. Nếu không tăng phí BOT đúng lộ trình thì đến năm 2021 sẽ có 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính. Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tình trạng các trạm BOT sụt giảm lưu lượng xe một phần xuất phát từ việc các địa phương đầu tư các dự án giao thông chạy song hành với tuyến đường BOT, dẫn tới thất thoát lưu lượng xe hoặc tình trạng các phương tiện vận tải cố ý tránh trạm thu phí. Vì vậy, Bộ này đề xuất Chính phủ hai phương án.
Thứ nhất, tăng phí BOT đúng lộ trình trong giai đoạn 2019-2021. Để tránh sốc khi tăng phí đồng loạt hàng chục dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đàm phán trong năm 2019 chỉ tăng phí với các dự án BOT có sụt giảm doanh thu lớn. Phương án 2, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 49 dự án có lộ trình tăng phí trong giai đoạn 2018-2021 phải lùi thời điểm tăng phí sang năm 2022. Theo các chuyên gia kinh tế, Bộ Giao thông Vận tải không thể tăng phí đồng loạt mà cần cân nhắc cụ thể từng dự án để hạn chế tác động xã hội. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị không tăng phí dự án BOT cải tạo nâng cấp đường bởi hoạt động thu phí tại các trạm chưa đảm bảo minh bạch theo mong muốn của người dân, doanh nghiệp. Hiện mức thu phí giữa tuyến đường BOT đầu tư mới và các tuyến chỉ nâng cấp cải tạo vẫn đa đá như nhau. Đây là một bất hợp lý, không phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Quốc hội. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác. Với doanh số đạt hàng tỷ đô la Mỹ và liên tục tăng trưởng mạnh qua từng năm, Việt Nam đang trở thành thị trường bia đầy hấp lực, khiến cả doanh nghiệp nội lẫn ngoại cùng chen chân quyết đấu. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy phần thắng đang nghiêng về các hãng bia ngoại. Thông tin này đang được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia tài chính chứng khoán Trần Đình Phương cho biết, dù thị trường bia được dự đoán tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, song không phải gia nhập thị trường này là có lời. Trong cuộc chiến gay gắt này, chỉ những đơn vị đầu tư bài bản theo chuỗi giá trị từ nguyên vật liệu, logistics cho đến hệ thống phân phối, cùng với đó là nguồn tài chính mạnh để tiếp thị mới giành được phần thắng. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét việc xét xử công khai vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, đối với bị can Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đang cư trú tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này đang được đăng tải trên báo Thanh Niên. Theo các cơ quan tố tụng tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của bị can Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời bản thân bị can là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp, nhưng vì phạm pháp luật tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp, nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa đăng tải thông tin, tỉnh Bình Thuận lần đầu tiên phát hiện hai ổ dịch tả heo châu Phi tại hai xã của hai huyện Tánh Linh và Đức Linh. Đây là hai địa phương giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Hiện công tác chỉ đạo khống chế dịch đang được các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai. Thưa quý vị, tại Việt Nam, những công trình khí có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc gia, bởi đây là nơi cung cấp 40% sản lượng phân bón, 40% sản lượng điện, 30% lượng khí hóa lỏng cho cả nước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hai đường ống dẫn khí đi qua, gồm đường ống dẫn khí Nam Công Sơn và Bạch Hổ, với tổng chiều dài gần 580 km. Hai đường ống này vừa nằm dưới lòng biển lại vừa ở trên đất liền. Phần trên đất liền thì các tuyến ống dẫn khí đi qua địa bàn của 12 xã thuộc thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Đây là đường ống khí rất quan trọng, đóng vai trò lớn trong đảm bảo an ninh năng lượng cả nước. Do dễ cháy nổ và có mức độ rủi ro cao, nên việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn công trình khí là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị chủ quản cũng như các địa phương có đường ống đi qua. Đã hơn 10 năm qua, công ty đường ống khí Nam Công Sơn và công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ thuộc Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đều phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức các chương trình truyền thông đảm bảo an toàn đường ống dẫn khí. Tham gia chương trình này, người dân được xem phim tư liệu về những sự cố cháy nổ do rò rỉ khí trên thế giới, được nghe phổ biến 10 điều quy định bảo vệ đường ống dẫn khí, tham gia các trò đốt chui có thưởng. Nhờ đó, các buổi tuyên truyền thu hút nhiều người tham gia. Dự cái lớp này là nhận thức được thêm cái kiến thức để bảo vệ đường ống dẫn khí, tránh mọi cái công việc mà mình gây ra trên đường ống dẫn khí. Hai nữa là cũng tuyên truyền cho mọi người dân xung quanh để cùng thực hiện để đảm bảo an toàn đường ống dẫn khí. Qua những buổi tập huấn như hôm nay á, thì cũng nâng cao cái nhận thức của người dân, hãy bảo vệ cái đường ống dẫn khí này cho nó thật là tốt. Bởi đây là cái lợi ích quốc gia. Cái thứ hai nữa là cũng cung cấp cho chúng tôi một số các cái phương pháp để mà bảo vệ đường ống. Các chương trình truyền thông đảm bảo an toàn đường ống dẫn khí được tổ chức thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ các công trình khí. Nhờ đó, số vụ vi phạm đường ống dẫn khí giảm dần qua từng năm. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ xâm phạm đường ống dẫn khí. Đến năm 2018, chỉ còn 1 vụ.
Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, qua công tác kiểm tra, lực lượng tuần tuyến của công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã phát hiện công ty cổ phần xây dựng giao thông Đức Hạnh đào rãnh lắp đặt đường ống nước sinh hoạt vi phạm an ninh an toàn tuyến ống dẫn khí tại phường Tam Phước, thị xã Phú Mỹ. Tất cả các vụ vi phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời nên không để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian qua, hai đơn vị chủ quản đường ống dẫn khí là công ty đường ống khí Nam Côn Sơn và công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã rất nỗ lực trong công tác truyền thông, đảm bảo an toàn đường ống dẫn khí. Tuy nhiên, những vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn đường ống dẫn khí vẫn còn xảy ra. Vì vậy, nếu không duy trì lực lượng tuần tuyến liên tục thì nguy cơ mất an toàn tuyến ống dẫn khí vẫn luôn thường trực. Và nếu xảy ra cháy nổ đường ống dẫn khí thì hậu quả sẽ rất khó lường, thưa quý vị. Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Minh Sơn, phó giám đốc công ty đường ống khí Nam Côn Sơn. Mời quý vị theo dõi. Mặc dù về phía công ty đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn cũng đã có tổ chức nhiều cái đợt tuyên truyền, thế nhưng vẫn còn những cái trường hợp vi phạm về cái hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Nội dung vấn đề này như thế nào ạ? Những cái sự việc vừa rồi đã xảy ra thì chúng tôi cũng thấy rằng có rất nhiều cái bài học có thể rút kinh nghiệm được. Thứ nhất là về cái công tác tuyên truyền. Tại sao một cái có thể nói là một cư dân ở ngay trên hành lang tuyến ống, sát hành lang tuyến ống mà họ lại không biết được rằng khi họ có cái nhu cầu làm việc trên hành lang tuyến ống mà họ lại không liên lạc với chúng tôi. Trong khi đó chúng tôi đã thực hiện, có thể nói là thực hiện rất nhiều công tác tuyên truyền. Nhưng tại sao cái trường hợp này đã xảy ra? Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai là trong những cái trường hợp cấp phép thì mọi người cũng không hiểu phải đi liên lạc với ai. Thì đó cũng là một cái việc mà chúng tôi cũng cần phải rút kinh nghiệm. Nếu như mà vụ việc này không được ngăn chặn kịp thời thì cái hậu quả sẽ xảy ra là như thế nào thưa ông? Trường hợp xấu nhất thì tôi nghĩ đó sẽ là một cái thảm họa. Bởi vì hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn nó giữ một cái vai trò chiếm khoảng 1/3 nguồn năng lượng để sản xuất điện cho cả nước. Đặc biệt trong những thời điểm này, nếu bất kỳ một cái sự cố nào gây gián đoạn đến công tác sản xuất là cái nền kinh tế và nền an ninh năng lượng của chúng ta sẽ ảnh hưởng như thế nào? Rút kinh nghiệm từ vụ việc này thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân cũng như doanh nghiệp sống ven cái đường ống dẫn khí cũng như là cái hình thức xử lý sẽ là như thế nào nếu như mà phát hiện sai phạm thưa ông ạ? Nhà nước, chính phủ cũng đã ra rất nhiều các cái quy định từ luật dầu khí đến các cái nghị định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn hành lang tuyến ống các công trình dầu khí. Thì nếu như các cái vi phạm đó tùy theo các mức độ khác nhau thì chúng ta đã có những cái cơ chế pháp lý để chế tài các cái vi phạm. Còn về phía công ty thì chúng tôi cũng chỉ có thể là báo cáo cho các cơ quan chức năng để tùy theo các quy định của pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm. Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn cũng như là công ty bạn có vai trò quản lý cái hành lang tuyến ống là công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ hoàn toàn không cấm các cái hoạt động trên hành lang tuyến ống mà chúng tôi quản lý. Miễn là những người có nhu cầu làm việc thì chỉ cần phối hợp với chúng tôi là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các thủ tục cấp giấy phép và thậm chí giám sát giúp cho mọi người thực hiện các công tác có nhu cầu. Chứ chúng tôi hoàn toàn không cấm gì trên hành lang tuyến ống của hai đơn vị cả. Cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Cũng thông tin thêm để quý vị biết là theo quy định hiện hành thì cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi trồng cây lâu năm trong hành lang an toàn các công trình dầu khí trên đất liền. Phạt tiền từ 300 đến 400 triệu đồng đối với một trong các hành vi xây dựng các công trình, sử dụng lửa trần, các thiết bị phát nhiệt, phát lửa và các hoạt động khác không được phép theo các quy định hiện hành trong hành lang an toàn các công trình dầu khí trên đất liền, gây nguy hại cho công trình dầu khí đó. Còn các tàu thuyền thả neo trái phép trong phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình dầu khí biển cũng bị xử phạt rất nặng, với mức phạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiệt độ tăng cao, ánh nắng gay gắt, do đó tuyến mồ hôi hoạt động cũng mạnh hơn. Vâng, và các yếu tố này thì sẽ khiến cho da của chúng ta dễ bị cháy nắng nè, mụn, sạm, nám hay là da bong tróc khiến cho phái đẹp của chúng ta mất tự tin. Đặc biệt là tình trạng lão hóa da khiến cho nhiều chị em phụ nữ cũng lo ngại nữa. Nhưng mà không biết cách phòng tránh, thậm chí là nhiều chị em do thiếu kiến thức
kinh nghiệm chăm sóc da đã có những hành động sai lầm khiến cho da càng tổn thương hơn và nhanh lão hóa hơn. Thật ra thì không có gì là quá khó đâu, nếu như chúng ta cùng theo dõi những chia sẻ sau đây. Thời gian gần đây, có khá nhiều chị em phụ nữ tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để điều trị phục hồi làn da bị tổn thương, lão hóa. Nguyên nhân là do chị em lạm dụng mỹ phẩm, sử dụng các loại kem làm trắng da cấp tốc, không rõ nguồn gốc, khiến cho da nhanh chóng bị lão hóa, hư tổn. Thường thường là nguyên nhân chính để cho dẫn đến cái tình trạng lão hóa nám ấy là do là trong quá, một phần là do quá trình là các chị em lạm dụng mỹ phẩm, và một phần thì là do mọi người sinh hoạt nó không được, do cái quá trình sinh hoạt nó không được điều độ. Và vấn đề về giấc ngủ nữa thì thường thường cái thời hiện đại thì mọi người hay thức khuya, nó là một trong những cái dấu hiệu dễ lão hóa và dễ nên làm cho chị em mình nám nhiều nhất. Cộng với đi ra nắng thì mọi người ít biết cách chống nắng. Theo các chuyên gia da liễu, lão hóa da chính là quá trình suy giảm chức năng của làn da, hệ tuần hoàn máu và bạch huyết suy giảm, từ đó làm hủy hoại cấu trúc nền của da, da dần suy yếu bao mạch dưới da, làm cho các độc tố không thể đào thải được ra ngoài, khiến cho làn da trở nên xấu xí trầm trọng. Ngoài ra, làn da còn chịu tác hại từ tia cực tím của ánh nắng mặt trời cùng các yếu tố khác như khói bụi, ô nhiễm hay các chất độc hại từ mỹ phẩm kém chất lượng. Để ngăn chặn lão hóa da sớm ở phụ nữ, theo các chuyên gia thẩm mỹ, điều đầu tiên chị em phụ nữ cần giữ cho da luôn sạch sẽ, nên lựa chọn các sản phẩm làm sạch như sữa rửa mặt, tẩy trang được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên để làm sạch và duy trì sự cân bằng sinh học của làn da. Cái việc đầu tiên nhất là chúng ta phải làm sạch da. Cái làn da sạch thì mới có thể hấp thu được các dưỡng chất, và sạch thì nó mới không có dễ dàng bị mụn lên. Rồi tẩy tế bào chết thì chúng ta nên tẩy khoảng 1 cho tới 2 lần một tuần. Sau khi mà qua các bước đó thì chúng ta nên sử dụng một loại toner. Đặc biệt là đối với những cái da mà nhiều dầu, lỗ chân lông to, thì toner nó làm cho se khít cái vùng da đó, và nó làm những cái chất tồn dư, ví dụ như sữa rửa mặt hay những thành phần gì mà còn trên da thì nó làm sạch luôn. Để da luôn mịn màng và tươi sáng, chị em phụ nữ cần dùng các sản phẩm dưỡng ẩm chuyên dụng hoặc nước cân bằng độ ẩm, đồng thời thoa kem chống nắng mỗi ngày trước khi ra ngoài. Việc che chắn làn da bằng áo khoác, khẩu trang dày trong những ngày nắng gắt cũng là yếu tố cần thiết. Ban ngày khi mà trước khi ra nắng thì chúng ta phải dùng một cái lớp kem chống nắng cần thiết, và cái độ SPF phải gần đến 50 độ thì nó mới đảm bảo bảo vệ da chúng ta, bởi vì khí hậu ngày càng có thể là khốc liệt hơn so với làn da của phụ nữ châu Á. Đó, thì và bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái chế độ ăn uống làm sao cho lành mạnh, ví dụ ăn nhiều rau, không ăn nhiều chất béo, chất ngọt. Rồi chúng ta có thể bổ sung thêm những cái viên vitamin cần thiết cho cơ thể. Và cơ thể nếu mà khỏe mạnh thì làn da nó cũng thực sự là khỏe mạnh. Đó là tất cả những cái bí quyết là đơn giản thôi, nhưng mà tôi thấy cũng rất là hiệu quả. Để da không mất đi độ đàn hồi và hình thành nếp nhăn, quầng thâm, chị em phụ nữ nên dành ra vài phút mỗi ngày để massage cho da mặt. Thói quen này có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện tuần hoàn máu và tăng độ đàn hồi cho da, từ đó đem lại vẻ đẹp trẻ trung và tươi mới hơn cho làn da. Đầu tiên quan trọng nhất vẫn là phải chế độ ăn uống ngủ nghỉ, rồi sau đó là mình mới tìm đến spa hay thẩm mỹ để điều trị. Nếu mà mình không làm tốt được những cái vấn đề về chế độ ăn uống với ngủ nghỉ thì có đến spa thì cái thành công của nó rất là khó. Theo lời khuyên từ các chuyên gia, chị em phụ nữ nên chăm sóc và ngăn ngừa lão hóa da ngay từ sau độ tuổi 25, vì khi đó cơ thể đã dần đi vào quá trình ít sản sinh collagen tự nhiên, rối loạn nội tiết, làm cho da dễ bị nám, sạm, tổn thương, da lão hóa. Vì vậy, nếu đợi đến khi da xấu rồi mới chăm sóc thì sẽ mất nhiều thời gian, công sức và chi phí, thậm chí hiệu quả cũng khó thấy hơn rất nhiều. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8 tháng 6, hôm nay toàn tỉnh có mưa rào dài dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to dài dông, kèm theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.
nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Bắc khiến trường gió Tây Nam hoạt động mạnh dần. Người dân cần hạn chế di chuyển ngoài trời và lưu ý sử dụng các thiết bị điện vào thời điểm mưa lớn để tránh nguy hiểm. Ban ngày trời nắng nhưng cường độ không quá mạnh, một số nơi thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, chiều nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, sấm sét, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, độ ẩm tương đối 80-92%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cường độ nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 86%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trường gió Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên trong cơn dông, bà con ngư dân cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 6 năm 2019, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 5 giờ 45 phút, thấp nhất 15cm xuất hiện lúc 23 giờ 15 phút.